Dạ hello, xin chào quý khán giả. Thì con Hiểu Nhỏ đây. Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Họ Từ Quỷ Bên Ad. Thì hôm nay là ngày 4 tây tháng 11 năm 2021. Thì bây giờ là 8 giờ tối. Nhà quý khán giả, thì con với anh Tèo có nhận được một ca cấp cứu. Chuyển từ đâu anh Tèo? Thì ngay chỗ Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, đi về bệnh viện quân y của quận 5. Rồi thì bây giờ hai anh em tụi con sẽ lên đường để qua bên đó xem tình hình của bệnh nhân như thế nào và đưa bác vào bệnh viện quý giả. Thì anh Tèo đầu clip có chào quý giả không anh Tèo? Thì cũng như mọi ngày khi con xin chào quý vị khán giả. Thì mới vừa xong luôn, cũng có một ca như Hiếu mới đi lên trên á. Lớn tuổi rồi, nghe nó cũng cần thở oxy từ bên nhà đi qua bệnh viện đó. Thì con sẽ chạy hết lúc có thể qua tới đó để chuyển bệnh nghe cả nhà. Thì xin cả nhà hãy hướng dẫn về cái quá trình con như vậy nhỏ đi cấp cứu ra sao nha. Dạ rồi, con xin mời quý vị tiếp tục đón xem hành trình của con với anh Tèo và xem tình hình của bệnh nhân này như thế nào quý vị. Anh ơi, em tới cái quán vườn tràm nè anh. Dạ, anh đúng nghe nhận vườn tràm không ạ? À? Đúng rồi anh. Dạ, đợi em một phút đi, em chạy vào liền, anh đón em, anh cho hả? Dạ, một phút. Rồi, tụi hai anh em tụi con cũng đã tới được địa chỉ mà người nhà của bệnh nhân cho quý vị. Bây giờ là đợi người nhà của bệnh nhân ra đón tụi con vào quý vị. Con xin mời quý vị tiếp tục đón xem. Thấy ha. Dạ. Có bằng ca không ta? Có anh. Dạ cho mình xin mượn. Có bằng ca không? Dạ bà. Bây giờ bà nói chung bà thở hơi lên luôn à. Bị lâu chưa anh? Mới bị hồi buổi trưa. Hả? Mới trưa nay à. Trong quán bài tham mấy bữa rồi. Nhưng mà mới thở hơi lên á. Thôi được rồi. Cho mượn bằng ca đi. Được, em anh đi xe ba kèm theo không? Không đi một người theo đi một người lấy anh ơi. Tay lấy của lắm đi. Có xét nghiệm xong nè, cho cầm giấy xét nghiệm luôn đi. Có xét nghiệm nè. Chế độ rồi. Thôi được rồi. Thì vô bệnh viện nó hỏi có xét nghiệm chưa, nó xét nghiệm rồi đưa giấy nha. Có cầm giấy. Cầm giấy test theo đi anh ơi. Ừ, đó cầm theo đó. Nè, giấy test mới xét nghiệm á. Nhưng mà mày có chạy theo đó là kịp xe nghe. Lại đi lên xe đi. Còn để ông chào. Xịt cồn của ta lên Tèo. Xịt cồn của ta đi. Đâu tắm. Rồi, bây giờ anh em tụi con sẽ lên đường đưa bà vào. Thank you.
đẩy bà xuống bây giờ. Anh Tèo sẽ đẩy bà vô cấp cứu. Các y bác sĩ điều trị cho bà bác giả. Thì nhiệm vụ tụi con nói xong, bây giờ sẽ chờ anh Teo và hai anh em tụi con sẽ tâm sự với quý khán giả nha. Dạ rồi, xin chào quý khán giả. Thì đang trên đường về thì con với anh Teo có gặp một ca tai nạn. Thì hai anh em bên làng bên đây thì quay đầu lại để xem tình hình như thế nào bác giả, vừa hỗ trợ bà vô cấp cứu xong. Xuống xem tình hình của bất tỉnh hay gì ta. Anh có liên hệ với cảnh sát giao thông chưa? Cũng như này con nó bỏ chạy. Bỏ luôn hả anh? Dạ. Anh có liên hệ với cảnh sát giao thông chưa? Là nó quẹt mình hay là nó sao anh? Ý là anh đang chạy lên. Bây giờ lại ôm đi đi. Anh đang chạy lên, nó chở đất vô mình. Dạ. Nó quẹt mình xong mình bay vô luôn. Dạ rồi, rồi. Ra cho Nhi không giật Nhi đi. Qua đây. Thở thở, 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 thở. Sẽ lên đường quý vị dạ. Để đưa chị vô cấp cứu kịp thời. Anh em mới đi từ bệnh viện 7A về, đi cái làng bên này nè. Anh em đi đang đi chiều bên kia, thấy bên đây quắt quá thì anh em tụi con chạy qua giúp luôn. Rồi, xin mời quý giả tiếp tục đón xem hành trình của hai anh em tụi con quý giả. Rồi tụi con cũng đã tới được gần tới được bệnh viện Chợ Rẫy quý vị ạ.
thì đưa chị vào bệnh viện gần nhất để cho các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Do là bệnh viện nên là con mới lại xuống quay cho quý giả xem được nha quý giả. Thì có anh Tèo đẩy xuống cho các y bác sĩ người ta cấp cứu cho chị. Thì bông ca đây, bông ca của tụi con bây giờ là sẽ cho chị qua bông ca của bệnh viện. Được đẩy vào bên trong mà như thế vậy, bên trong phòng cấp cứu. Dạ rồi, xin chào quý khán giả. Thì con với anh Tèo cũng đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ quý khán giả. Thì lúc nãy là đưa bà vào cấp cứu, thì vào bệnh viện quân y 7A. Thì đang trên đường về gần tới nhà rồi. Thì trên kia trên cầu thấy mấy anh chị quắc được tụi con. Chắc là thấy tai nạn giao thông nên là anh Tèo anh mới quay đầu với gầm cầu để quay lại giúp chị nha quý giả. Thì anh Tèo có nói gì với quý giả không anh Tèo? Thì nói chung là hồi nãy cái ca nãy bất ngờ quá, với lại đó giờ cũng có đi theo sư phụ học một khóa sư cứu, có gì sư cứu không có đẹp hay là không có ưng ý gì đó, xin quý vị khán giả bỏ qua giùm cho con. Thì cũng đang có cái ca hỗ trợ oxy tiếp tục á, thì hai anh em không chạy lẹ về để hỗ trợ cái ca oxy đó nữa. Chưa tới nhà thì có cái ca tai nạn thì mình hỗ trợ tai nạn trước rồi xong oxy thì mình hỗ trợ sau. Giờ hiện tại hai đứa con sẽ đi qua bên Bình Chánh để hỗ trợ một ca oxy nữa. Rồi thì hai anh em tụi con cũng xin hẹn quý khán giả ở cái video hỗ trợ oxy. Theo quý khán giả thì trong lúc mà cấp cứu hoặc là chở bệnh nhân thì anh em tụi con có sai sót những gì, và quý vị khán giả hãy luôn đóng góp ý kiến và thông cảm cho anh em tụi con để anh em tụi con một ngày càng tốt hơn. Thì cuối clip con xin chúc quý vị khán giả với mạnh thường quân được thật nhiều sức khỏe và luôn luôn theo dõi kênh Họ Thì Mua Máy Đét và đồng hành cùng với mấy anh em tụi con bằng cách like, share, subscribe cho kênh Họ Thì Mua Máy Đét, kênh Tấm Sen Chén Cơm Ấm Lòng, Tấm Sen Nhiều Chuyện quý khán giả. Rồi con và anh Tèo xin chào tạm biệt quý khán giả và hẹn quý khán giả ở cái video hỗ trợ oxy ở Bình Chánh quý khán giả.